Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với Đỉnh Vũ Z900. Các bạn thấy ngay ở trên bàn của mình đây đang có hai chiếc mũ màu đen bóng. Nếu mà nhìn nhanh qua ấy, thì hai chiếc mũ này các bạn thấy là gần như là giống nhau hoàn toàn luôn. Mà thực tế là nó cũng rất giống nhau luôn, nhưng mà nó lại là hai chiếc mũ đến từ hai thương hiệu khác nhau hoàn toàn. Chiếc mũ đầu tiên ở đây đó là chiếc mũ Yohe 981 đang được bán với giá là 1.700.000. Chiếc mũ này thì đã quá quen thuộc rồi, mình bán rất nhiều và review cũng rất nhiều luôn. Còn đây là một chiếc mũ mới hoàn toàn, mới được ra mắt của thương hiệu ROC. Và chiếc mũ này có tên là chiếc mũ Rock 08, được bán với giá chỉ có 1.160.000. Có nghĩa là rẻ hơn chiếc mũ Yohe 981 này tới 540.000 mọi người ạ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không so sánh hai chiếc mũ này đâu. Cái video so sánh sẽ chờ hôm sau mọi người nhé. Hôm nay là video đầu tiên về chiếc mũ Rock 08, nên là mình sẽ review chi tiết về em nó, xem là em nó có những điểm gì hay, những điểm gì chưa hay, có đáng mua hay không. Còn cái việc mà so sánh sẽ để hôm sau. Chưa so sánh thì mình cũng biết được là chắc chắn nó không thể nào mà bằng được Yohe 981 đâu. Nó chỉ là ngon ở trong tầm giá của nó thôi. Và bây giờ mình sẽ cất chiếc mũ Yohe 981 này ra. Đầu tiên là về ngoại hình của chiếc mũ nó 08 này, thì các bạn thấy ngay là nó rất giống với cả chiếc mũ Yohe 981. Cái hãng Rock này họ bắt trước, họ làm theo Yohe 981 mà. Mình sẽ tiến lại gần để cho mọi người xem cận cảnh nhé. Các bạn nhìn cận cảnh chiếc mũ Rock 08 này, ở phía bên chiếc mũ này giống Yohe 981, nhìn rất là đẹp, thể thao, khỏe khoắn luôn. Đây các bạn xem nhé, đây là phía đằng sau này, còn đây là phía đằng trước. Nếu mà bỏ cái phần mà cái miếng dán bảo vệ của chiếc Rock này đi và che cái logo Rock này vào và dán vào cái logo của Yohe ấy, thì nhìn gần như là giống nhau hoàn toàn luôn đấy. Bây giờ mình sẽ đội lên cho mọi người xem này. Nhưng bạn nào mà đang thích chiếc mũ Yohe 981 nhưng mà lại chưa có đủ về mặt tài chính, chỉ có tầm khoảng hơn 1 triệu một chút thôi, thì có thể lựa chọn chiếc mũ Rock 08 này. Ở đây thì mình đang đội một cái size bị rộng rồi, size này size XXL, mình chỉ đội size XL thôi. Đây các bạn xem nhé, đây là phía đằng trước này, đây là phía bên này, và đây là phía sau này. Mình sẽ đi xa hơn một chút để mọi người nhìn cho dễ hơn nhé. Chiếc mũ Rock 08 này thì hiện tại mới chỉ có hai màu thôi, đó là màu đen bóng và màu đen nhám. Đây là màu đen nhám đây mọi người. Hãng họ chưa ra mắt thêm những màu nào mới, khi nào mà có màu nào mới thì mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu ngay với mọi người, đó là chiếc mũ Yohe 981 mình đã độ đuôi gió Bista, mình đã dán tem đề gan rất nhiều cho rất nhiều khách rồi. Vì vậy chiếc Rock 08 này cũng tương tự như vậy. Các bạn cứ vào trang web đinhvuz900.com, các bạn vào phần tem đề gan này mọi người chọn nhé. Các bạn có thể độ thêm đuôi gió này, các bạn có thể dán tem đề gan. Thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người về cái đuôi gió Bista. Hôm sau mình sẽ gắn trực tiếp lên mũ và mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu nhanh thôi. Cái đuôi gió Bista này đang được bán với giá là 100.000, nhưng mà khi mua cùng mũ thì được giảm 70%, chỉ còn có 30.000 và miễn phí công lắp đặt. Thì gắn vào nó sẽ giúp cái mũ nó đẹp hơn, nó ngầu hơn, nó thể thao hơn. Nó sơ sơ là như vậy mọi người nhé. Nói chung là nó giống hệt như kiểu lắp trên 981 đấy. Gắn vào thì sẽ về khoan mũ có 3 con ốc vít vào đây, nó rất là khít luôn. Nó lắp gần như là cái đuôi gió Bista này sinh ra cho chiếc mũ Yohe 981 rồi đấy. Các bạn cứ nhắn tin cho mình sẽ gửi ảnh cho mọi người xem. Còn về tem đề can thì bên mình vẫn đang giảm giá tới 70%. Bên mình có rất nhiều bộ tem như kiểu là Monster này, Monster Shark này, AGV này, BMW này, KTM này, Kawasaki này, R1 này, Exciter, Winner này, Repsol này, 3.3. Thì được giảm 70%. Ví dụ tem chùm là 200.000, mua cùng mũ được giảm chỉ còn có 60.000 thôi. Nên là các bạn hãy tận dụng những cái ưu đãi đó mọi người nhé. Kính màu cũng được giảm luôn. Hôm sau sẽ làm một cái video lắp kính màu cho chiếc mũ này. Kính màu của chiếc mũ này thì nó sẽ có mấy loại đấy, như là đen này, gương vàng này và 7 màu này. Và cũng được giảm giá từ 30% đến 50% khi các bạn mua cùng mũ. Một phần tiếp theo mình muốn giới thiệu tới mọi người về chiếc mũ Rock 08 này, đó là nó có hai kính. Bên ngoài của nó mặc định sẽ là một kính zin màu trắng, và bên trong của nó sẽ có một kính đen ở đây. Cái kính đen này nó sẽ không đen đậm như kiểu kính của Yohe 981 mà nó nhạt hơn một chút. Vì vậy là đi trời nắng ấy thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà chống nắng tốt như kiểu Yohe 981 được, nhưng mà nó sẽ khiến cho các bạn đỡ buồn ngủ hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt ở đây.
Các bạn thấy là cái việc mà nó có hai kính rất là tiện dụng luôn. Mình sẽ đeo lại cho mọi người nhìn nhé. Rồi cái phần hai kính này. Đây, đây là cái kính râm bên trong này. Nó sẽ không đen đậm như kiểu của Joey 981. Và từ trước đến bây giờ ấy, tất cả những loại kính của Rock thì mình cũng đều nói với mọi người rồi, nó không thể nào bằng kính của Joey được, nên là giá nó sẽ rẻ hơn. Còn đây là chiếc mũ màu đen nhám này. Đấy các bạn thấy nhá. Và cái kính ngoài của chiếc mũ này cũng có chốt kính đàng hoàng luôn. Đấy các bạn nghe, các bạn nhìn này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Các bạn thấy không? Có chốt kính nhá. Đây. Cả đây nữa, đèn bóng cũng có chốt kính đàng hoàng luôn. Đấy. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng thoải mái luôn, mà không sợ bị bung kính lên trong quá trình mình di chuyển hay là gió lùa vào nhá. Rất là kín khít. Về trọng lượng của chiếc mũ Rock 08 này thì mình đã cân thực tế rồi. Trọng lượng của nó vào khoảng 1480g. Có nghĩa là nó sẽ nặng hơn chiếc mũ Joey 981 đâu đó tầm khoảng 80g. Một con số mà cũng không phải là quá là to đâu. Nó cũng bình thường thôi. Và mình luôn luôn khuyên mọi người là chia sẻ cho mọi người một kinh nghiệm, là hãy chọn những chiếc mũ full face có trọng lượng dưới 1600g thì mình đi đường xa nó thoải mái, nó không bị nặng vai nặng cổ. Vì vậy với cái trọng lượng là 1480g thì các bạn yên tâm sử dụng nhé. Chiếc mũ này có 4 size là M, L, XL và XXL. Tất cả các size mũ thì đều chung khuôn vỏ hết, nó chỉ khác nhau ở bộ lót bên trong thôi. Nên là khi mà các bạn, những bạn mà đặt hàng online ấy, các bạn ở xa ấy, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đo vòng đầu này. Sau đó mình sẽ chọn size cho mọi người này. Nếu như chẳng may mà nó bị rộng hoặc bị chật thì mình sẽ ship cho mọi người một bộ lót vải khác. Các bạn tháo ra, các bạn thay là xong. Và khi các bạn nhận cái bộ lót vải mới đấy thì các bạn đưa cái bộ lót vải cũ đó cho shipper, để shipper hoàn về cho mình, thế là xong, rất là tiện luôn. Và không cần phải đổi cả cái mũ nhé. Thì với cái mũ Rock 08 này thì sẽ đổi size như vậy. Và bên mình cam kết là hỗ trợ đổi size đến khi nào các bạn vừa thì thôi. Nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Mũ thì 100% là mũ chính hãng của hãng Rock rồi. Bên mình là đại lý phân phối chính hãng những thương hiệu của Rock này mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một phần nữa, đó là về độ hoàn thiện của chiếc mũ Rock 08 này. Mình sẽ so sánh với Joey 981 sau nhé. Chúng ta sẽ chỉ xét cái độ hoàn thiện này ở trong tầm giá thôi. Với một cái tầm giá là 1.160.000 thì chúng ta chỉ mong chờ là nó có những cái gì thôi, và chắc chắn nó sẽ có những cái điểm yếu. Bây giờ hãng Rock ấy thì họ đã có Rock 08 này, Rock 01 này, Rock 03, Rock 05. Thì mình xin khẳng định là Rock 08 này có độ hoàn thiện ngang bằng với cả Rock 01 và hơn Rock 03 và Rock 05. Điều đó là điều chắc chắn luôn. Nó không hơn được Rock 01 mọi người ạ. Nó chỉ ngang bằng Rock 01 thôi. Về cái việc mà độ êm ái cái lót vải bên trong này thì mình cũng đánh giá là nó cũng chỉ bằng Rock 01 thôi. Nó chỉ hơn Rock 01 được một cái, đó là nó có hai kính. Là nó hơn Rock 01. Rock 01 với giá là 1.050.000 vẫn rất đáng mua. Nhưng mà chỉ có một kính nhé. Còn thằng này là 1.160.000 có hai kính. Và thằng này thì nó nhìn nó cũng rất thể thao, đội thêm đuôi gió mà cũng rất đẹp luôn. Còn nó so với Rock 03 và Rock 05 thì thằng Rock 08 này hơn. Hơn ở cái chỗ là hai bên má này nó có xốp này. Nó chắc chắn hơn Rock 03 và Rock 05. Nhưng mà cái thằng Rock 08 này vẫn còn khá nhiều điều mà mình chưa hài lòng. Cái điều đầu tiên mình chưa hài lòng ấy, với tất cả các thương hiệu, với tất cả những dòng mũ của Rock luôn, đó là độ hoàn thiện tỉ mỉ chi tiết của nó chưa tốt. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem này. Mình bán tất cả các dòng mũ Rock, mình cũng bán Joey, mình cũng bán NS2, mình cũng bán. Vì vậy mình không có cái chuyện là mình vùi dập hãng A và lưng hãng B đâu, nên các bạn yên tâm nhé. Và quan điểm của mình đó là tôn trọng sự thật, có sao chia sẻ vậy. Còn các bạn có mua hay không là tùy các bạn thôi. Các bạn mua Rock, mua Joey, mua NS2 là tùy. Đây mọi người nhìn này, đây là cái đóng mở khe này gió ở phía trước. Các bạn thấy rõ ràng này, khi mình đóng hết này, nó bị hơi vênh một chút ở góc này. Có nghĩa rằng người ta làm cái độ hoàn thiện nó chưa được tỉ mỉ. Cái máy móc người ta làm ra nó độ chính xác nó chưa cao, lắp ghép vào nó vẫn bị hở này. Cái này là do từ nhà máy rồi, mũ nào cũng thế. Những cái viền mà phần đây các bạn nhìn này, cái phần cao su này lắp với cả cái mũ này, nó vẫn có những cái chỗ mà nó chưa được kín khít. Đây, cái bộ lót vải này các bạn nhìn này. Cái bộ lót vải ở đây, ở phía sau này này, nắp nó vẫn bị hở này, chưa được kín khít. Đây. Nó không thể nào bằng của Joey được đâu. Mà cái mũ nào cũng thế nhá, tất cả các mũ luôn. Cái màu đen nhám cũng vậy, bị vậy luôn mọi người ạ. Đây các mọi người nhìn này. Đấy.
Nên là các bạn phải chấp nhận là với việc mà chúng ta tiết kiệm được tới 540.000 thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là những cái độ hoàn thiện tỉ mỉ nó chưa tốt bằng của Joey được. Nước sơn nó cũng kém hơn, những cái chi tiết phần trau chuốt, những cái phần nho nhỏ như này này, những cái phần mà phải hốc gió, khe nay gió này cũng chưa được trau chuốt lắm. Còn về cái mặt độ an toàn ấy thì mình đánh giá được tầm khoảng 9 điểm, 9 hoặc 8,5 thôi. Độ an toàn so với Joey 981 thì mình đánh giá tầm khoảng 8,5 đến 9 thôi. Nó cũng không phải là thua quá xa đâu, bởi vì nó đầy đủ vỏ nhựa là ABS nguyên sinh này, xốp đầy đủ luôn, cũng rất dày dặn luôn. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho mọi người xem nhé. Cái chiếc mũ Rock 08 này thì nó lại nặng hơn chiếc mũ Joey 981, mặc dù lại làm giống gần như là hoàn toàn luôn. Thì lý giải cho điều đó thì bây giờ mình sẽ tháo ra cho mọi người xem này, để mọi người thấy là nó kém hơn cái Joey ở chỗ nào. Đây là ba miếng nốt vải của cái Rock 08 này. Thực sự mà nói là nó chưa êm. Nó cũng chả kém xa thằng Joey đâu, bởi vì thằng Joey thì trước bây giờ ấy, nốt vải của Joey cũng không êm mà. Từ việc từ thời gian gần đây thằng Joey nó ra mắt thêm cái mũ, đó là mũ Joey 985 này mọi người này. Thì đây là một cái mũ mà êm nhất từ trước giờ của Joey ấy. Còn các mũ khác như là Joey 978 Plus hay Joey 981 thì cũng chả êm. Nên là bảo rằng nó hơn được thằng Rock 08 này thì cũng chả hơn đâu. Đây nhưng mà nó khác nhau này. Các bạn thấy này, xốp rất dày dặn nhá, trên đỉnh đầu đầy đủ hết, ở hai bên má có cả xốp luôn. Đây mình đánh giá rất là cao những việc mà những cái mũ full face mà có đầy đủ xốp ở hai bên má. Nhưng mà ở đây lại có thêm hai miếng nhựa này. Chính những cái miếng nhựa này là việc mà khiến cho cái mũ nặng hơn so với mũ Joey 981. Có một điều chắc là mình nghĩ là chưa một ai review và nói ra vấn đề đó. Khi mà các bạn tháo cái phần xốp của cái mũ Joey và phần xốp của cái mũ lốp này thì mình thấy ngay được sự khác biệt về cái vấn đề. Đó là độ hoàn thiện tỉ mỉ, độ chính xác khi mà người ta làm ra của thằng Rock là kém hơn thằng Joey một bậc rõ ràng luôn. Bây giờ các bạn hãy liên tưởng đến bộ môn xếp hình, đó là bộ môn Lego ấy. Thì cái mũ của thằng Joey ấy thì nó làm như vậy. Nghĩa là khi mà chúng ta lắp các miếng xốp vào với nhau thì nó như kiểu chúng ta xếp hình Lego, nó kín khít và nó đẩy với nhau căng nét luôn. Và nó chỉ dùng có một con ốc thôi với cái mũ Joey 981. Nhưng mà với cái thằng Rock 08 này thì nó phải dùng tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con ốc liền. Khi mà lắp ghép các miếng xốp vào với nhau thì nó không tự đẩy vào với nhau được, do cái độ chính xác của các chi tiết là chưa cao, nó vẫn có phần hở rất là nhiều. Vì vậy người ta phải dùng ốc vít, người ta vít cho nó chặt vào. Thì đây là cái điều mà thằng Rock kém hơn so với thằng Joey. Chỗ lại vẫn là một câu, đó là tiền nào của ấy thôi, chứ không thể mà dám bảo khẳng định rằng thằng Rock 08 này bằng thằng Joey 981 đâu. Điều này là điều không có đâu mọi người nhé. Nhưng mà với tầm giá 1.160.000, những ai mà chưa muốn đầu tư quá nhiều tiền thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là tốt luôn. Hôm nay thì mình review đơn giản vậy thôi. Hôm sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm thật nhiều về cái mũ Rock 08 này. Các bạn mà có bất cứ những câu hỏi gì, thắc mắc gì về chiếc mũ Rock 08 này thì các bạn cứ comment nhé. Tổng kết lại một chút cho mọi người về chiếc mũ Rock 08 này. Rất đáng mua cho những bạn mà chưa muốn đầu tư nhiều tiền, chỉ muốn bỏ ra hơn 1 triệu một chút và muốn một chiếc mũ mà có hai kính tiện dụng thì hãy chọn ngay Rock 08. So với Rock 01 thì ngang ngửa. So với Rock 03 và Rock 05 thì hơn. Còn so với Joey và LS2 thì không bằng được. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Các bạn đừng quên sub kênh và chia sẻ ủng hộ mình mọi người nhé. Bye bye tất cả mọi người.